4:30 sáng, chuyến bay đầu tiên trong ngày ở sân bay Đà Nẵng luôn. Lâu lắm rồi mới tới sân bay sớm đủ để thấy quang cảnh vắng như thế này. Xin chào các bạn, Travip đang có mặt tại sân bay Đà Nẵng và lúc này là 4:30 sáng. Rất là sớm rồi các bạn, sớm lắm luôn. Bởi vì hôm nay mình sẽ bay chuyến bay lúc 6:30. Có lẽ là chuyến bay đầu tiên trong ngày của sân bay Đà Nẵng. Và hôm nay là một chuyến bay cũng đặc biệt nữa. Bay từ Đà Nẵng đi Phú Quốc. Lần đầu tiên Travip đi cái chặng này luôn. Và hôm nay là bay với tàu bay Embraer E195. Chắc các bạn ngạc nhiên đúng không? Vì thường Embraer sẽ bay Côn Đảo thôi. Thì lần trước Travip đã bay chặng từ Đà Lạt đi Đà Nẵng rồi. Và lần này thì Travip tiếp tục bay từ Đà Nẵng đi Phú Quốc. Chặng bay hôm nay thì sẽ chắc là cũng khoảng tiếng rưỡi đó. Bây giờ Travip vào làm thủ tục đó nha. Bốn rưỡi sáng, sân bay vắng, không có ai luôn. Có lẽ tại 1-2 người thôi. Vậy mình sẽ cuốn xuống quầy của Bamboo. Chưa có hãng nào mở quầy hết trơn á. Từ chắc là chuyến của Bamboo là chuyến 6:30 là chuyến sớm nhất rồi. Chuyến bay QH2059, chuyến bay đầu tiên trong ngày ở sân bay Đà Nẵng luôn. Lâu lắm rồi mới tới sân bay sớm đủ để thấy quang cảnh vắng như thế này. Mình vào lối ưu tiên luôn. Không biết là mở quầy chưa nào, chắc mở rồi. Bây giờ thì mình đã làm thủ tục xong rồi. Thì là hôm nay sẽ khởi hành ở cửa số 9. Và giờ lên máy bay là 6 giờ sáng. Và mình vừa đi ngang qua các bạn crew của hãng LOT. Tức là hãng của Ba Lan. Chắc là lát nữa các bạn sẽ bay cùng chuyến bay với mình. Sân bay rất là vắng luôn. Chuyến này chắc là chuyến đầu tiên. Ra sân bay thì rất là sớm, làm thủ tục xong cũng rất là sớm do đây là chuyến bay đầu ngày. Cho nên là Travip lên phòng chờ hạng thương gia cũng sớm luôn. Và là hành khách đầu tiên có mặt ở phòng chờ này sáng nay. Phòng chờ thì vắng vẻ, yên tĩnh, nhìn rất là thích. Và buổi sáng sớm thì các món ở đây chưa có đa dạng bằng các buổi khác trong ngày. Cho nên là mình tự lấy cho mình một phần bánh chưng nè, các loại thịt nguội và một tô mì ăn liền với chả bò Đà Nẵng. Rất là ngon nha. Và nhấm nháp thêm ly là cà phê là xong. Và nếu như vào những khung giờ khác thì phòng chờ sẽ có thêm món miếng gà mà Travip cũng rất là thích. Mà thường thường dậy sớm quá thì mình ít có cảm giác ăn ngon lắm bởi vì là buồn ngủ. Và bay chuyến đầu ngày được cái là vắng nè, đỡ xếp hàng nè, đỡ ồn ào đông đúc này, nhưng mà bù lại buồn ngủ quá trời luôn, vừa ăn vừa ngáp. Đến giờ khởi hành rồi và bây giờ là gần 6 giờ sáng thì mình tranh thủ mình ra cửa luôn. Hôm nay thì boarding ở cửa số 9. Cửa số 9 để xem nào. Hình như cửa số 9 thì sẽ đi xe buýt, chắc chắn rồi. Cửa số 9 hình như bắt đầu boarding rồi. Ok. Hành khách ra máy bay bằng xe buýt. Và Đà Nẵng thời gian này trời cũng se lạnh vào buổi sáng nên ai cũng ở co ro, mặc áo ấm đầy đủ. Và lên máy bay thì đã có hai bạn tiếp viên người Ba Lan của LOT Polish Airlines và một tiếp viên người Việt của Bamboo Airways đứng chào khách. fine plane and fly to Phú Quốc. This flight take about 1 hour and 45 minutes whether or not the destination is okay for flight. And now destination. Và tàu bay mà Travip đang ngồi là một chiếc Embraer 195 với số đăng bạ là SP LNI. Đây là chiếc Embraer 195 thứ hai mà Bamboo Airways thuê ước của LOT Polish Airlines, nơi các bạn có thể thấy các tiếp viên Ba Lan trên chuyến bay này. LOT là hãng hàng không quốc gia của Ba Lan và thuộc liên minh hàng không Star Alliance cùng với Singapore Airlines, EVA Air, Thai Airways, Turkish Airlines vân vân. Và lần trước đó thì Travip cũng đã bay với một tàu Embraer 195 khác của LOT với số đăng bạ là SPLNH từ Đà Lạt đi Đà Nẵng. Máy bay có cánh rồi, bay sớm có nhiều cái hay lắm. Ngoài việc đỡ chen chúc ở sân bay thì lên máy bay ngắm cảnh mặt trời vừa lên, ánh sáng rất là ảo diệu luôn. Nhưng mà mình nhắc lại nha, mình vẫn rất là buồn ngủ luôn. Dành cho khoang hạng thương giãn và một phòng vệ sinh ở phía sau dành cho khoang hạng phổ thông. Có một điều hơi khác ở tàu Embraer 195 của LOT so với Embraer 195 của Great Dan. Lần trước Travip bay đi Côn Đảo, đó là ghế này có nút ngạ lưng ghế. Và trên chuyến bay này thì hãng chỉ phục vụ nước và khăn thôi, đơn giản vậy thôi. Thời gian còn lại của chuyến bay thì Travip đã cố ngủ nhưng mà không ngủ lại được, cho nên đành lấy iPad ra xem Netflix vậy. Và các bạn sẽ thắc mắc vì sao trên máy bay không có mạng nhưng mà mình vẫn xem được Netflix đúng không? Vì Netflix có chức năng tải trước phim về máy nên mình tải một loạt về iPad luôn, để khi nào rảnh hoặc những nơi mà không có mạng thì mình sẽ lấy ra xem. Mình đang cày cái bộ mà Startup của Hàn Quốc nè, một bộ phim đầy cảm hứng cho những bạn trẻ mà Travip nghĩ là nếu như có dịp xem thì các bạn nên xem nha. Phim tuy hơi nhẹ nhàng, không có nhiều đoạn kịch tính và cao trào như là bộ Itaewon Class, nhưng mà cũng đem lại nhiều năng lượng tích cực. Và có ai xem bộ Startup này chưa? Mà khi xem phim máy bay thì các bạn cũng đừng quên là cắm tai nghe vào để tránh làm ảnh hưởng đến hành khách xung quanh nha. Nếu bạn lần đầu xem vlog trải nghiệm Embraer 195 thì Travip giới thiệu qua buồng vệ sinh nhé. Buồng này dành cho khách đi hạng phổ thông và nằm ở phía đuôi máy bay. Buồng khá nhỏ nhưng vẫn đủ không gian để xoay người và giải quyết các nhu cầu cá nhân. Không gian được tối ưu hóa nên là vẫn có đầy đủ các tiện nghi tối thiểu bên trong. Sau đó thì mình tranh thủ ngồi ở khu vực phía cuối bay để ngắm cảnh mây trời ở một góc khác. Và chuyến bay này thì cũng không dài lắm, 1 tiếng 35 phút. Nhưng bản thân mình rất là thích đi Embraer 195 từ cái đợt mà đi Côn Đảo, cho nên chặng nào có Embraer là mình cứ chọn để bay. Lần này thì kết hợp luôn là ra Phú Quốc để quay vlog du lịch với nhiều điểm mới mà Travip chắc hẳn các bạn sẽ rất là thích. Và Phú Quốc dần hiện ra như cánh máy bay rồi. Các bạn có nhận ra công trình nào như cánh máy bay không? Đó là Resort Premier Village Phú Quốc và Cáp treo Hòn Thơm. Và về cáp treo thì trong vlog du lịch số 99 Travip đã giới thiệu trải nghiệm rồi. Và các bạn có thấy khu vực phía dưới có nhiều thuyền neo đậu không? Đó chính là làng chài An Thới. Mà nếu đi cáp treo Hòn Thơm, các bạn sẽ được ngắm rõ hơn khung cảnh ngoạn mục của làng chài này từ trên cao. Check that you haven't left any personal belongings before you leave the plane. Như vậy là anh em đã vừa kết thúc chuyến bay, phải nói là thú vị, lần đầu tiên bay từ Đà Nẵng đi Phú Quốc và cũng lần đầu tiên bay từ Đà Nẵng đi Phú Quốc với Embraer E195 luôn. Và nếu các bạn thích video này đừng quên cho anh em một subscribe, like và share nhé. Còn bây giờ thì anh em tiếp tục về khách sạn và tận hưởng gió biển cũng như những ngày rực nắng ở Phú Quốc. Xin chào các bạn.